anh chị. Giờ thì chị em mình đi phát cơm cho rất nhiều đã cùng chung tay với nhóm em. Cho nước suối đi. Rồi, chúc ông ngon miệng nha. Con ơi, dạ. Cho chú bảo vệ ra đi. Dạ, chú bảo vệ. Chú đốt cho khẩu lắm. Cho chú bảo vệ hả? Vậy chú bảo vệ ơi. Chú dùng cơm chua chưa? Chú đốt cho khẩu lắm. Dạ rồi, rồi, rồi. Cảm ơn con người. Dạ, dạ. Ông á, từ ngày tám tay ông, không có chân cả mà tay ông chân cả. Ông đi xin người này. Dạ rồi, rồi, rồi. Bảo vệ đường cũng là một năm một con. Dạ. Rồi, chúc ông buổi trưa ngon miệng nha. Dạ. Mang cho nữa nha. Xin mình xin dùng cho người ta nữa. Ở nhà thấy tội nghiệp quá. Dạ chú ủi vậy mà chú ở nhà gần đây thì có thể chú ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm chưa chú? Dạ, con gọi chú cơm chưa nha. Đây chú. Dạ, con gọi chú. Chú chúc buổi trưa ngon miệng nha. Anh ăn cơm không? Anh ơi, chặn cơm không? Rồi, đây anh. Tặng cho anh một hộp luôn. Rồi, em gửi anh một cơm. Rồi, cảm ơn. Em luôn à. Rồi, em gửi anh. Rồi, cảm ơn nha. Đây đi, một chú này cũng vui. Chú ơi, con gọi chú cơm trưa. Thế là chú ăn gì chưa? Đây, ra xa đây có một anh đang đứng này. Anh đã bán đồ tới liệu. Chú ơi, cơm chưa chú? Dạ. Gọi chú chai nước xuống luôn. Lấy luôn buổi chiều không? Lấy luôn buổi chiều không? Để dành chiều ăn không?
Rồi con gửi chút hai phần. Hai nước, hai nước suối. Nước khứng đây nè. Dạ. Dạ. Chú chôm hả? Rồi chú chôm luôn. Rồi chú chôm luôn, tụi con không phân biệt ai hết á. Rồi chúc mấy chút buổi trưa ngon miệng nha. Dạ. Dạ đây. Dạ. Ở đây mấy anh chị, nói chung hai y sinh thì tụi em cũng cho hết trơn á. Hai cặp là tụi em cho hết. Rồi vô anh quanh lại. Gửi anh cho anh xuống luôn nè. Mình mới chạy đi chiếc xe đi giao như đồ cho ta. Mới đi giao chiến hả? Bữa giờ chạy xuống chiếc đi. Ở đây nè, họ lại nè, họ lại là xin nè. Đây nè, để tắt vô chú. Không cho rồi. Đây anh. Cứ đứng em đây con qua chú ơi. Ai ơi chú nhận cơm. Ông chú ơi. Dạ. Rồi em gửi anh nha. Dạ rồi. Rồi em gửi anh nha. Thông cảm nha, tại vì mình tiền mình cũng quyên góp thôi mà. Tại vì tụi em tiền thì cũng mấy anh chị có đi góp không thì em làm cho mấy anh chị thấy để nó mới đủ rồi. Bây giờ hôm qua xin rồi, xin cho bà già bên đường kia là chạy ngủ trên xe đó, hôm qua cũng xin đó. Thì lấy anh lấy cho bà nha. Dạ. Có những người người ta có rồi, người ta cũng không ăn. Bánh nhẫn cơm luôn chú. Cha nãy mình quên mua bánh nhẫn nước trà. Để nước suối một tuần. Túi chú. À. Nghe ông xin hai phần tối ông ăn kìa cho ông chưa? Chú đeo khẩu trang lên lên miệng đi chú. Mình nhận cơm chưa không chú? Dạ cơm chú ơi. Ăn rồi hả? Giờ đợt này sao vậy đó, người ta có ý thức là này dùng cơm trưa không chú? Con gọi chú hộp cơm. Chú có trang lên, chú đeo có trang lên, chú mới ra chú nhận. Chú ơi, chú gọi chú con nào. Dạ, chú nhận cho nó xuống con luôn. Dạ mọi người từ từ hen đi. Tụi con nhận theo người nha, mình giãn cách ra đi chị. Còn tội của em nha. Có nhận theo thứ tự nha chị nha. Rồi em gửi chị. Rồi cho luôn. Rồi mà đứng giãn ra giùm em, giãn ra giùm em. Còn anh em. Rồi em cho luôn từ. Rồi đứng giãn ra. Từ từ anh đợi chút. Rồi cái này cho bà già rồi. Rồi có chai nước suối nhỏ vậy. Rồi bên kia mà đứng giãn chai nước suối nhỏ. Đứng rồi cái túi liền rồi. Chị chạy đứng giãn ra. Rồi. Dạ, anh nhận dạng cho tụi em để sau biển các tụi em á, nha. Đây là quý ơi. Anh đem cho chị cho cái nước. Thôi yếu xuống chiếu chạy. Rồi, trên nước luôn. Để anh cho thôi anh chị để. Trên nước kìa. Để người ta. Trên nước nè. Rồi, cảm ơn. Rồi đây cho chai nước luôn chị. Rồi xong.
Hả, chỗ gì? Không, còn không. Hả? Chỗ hộp à? Chỗ gì? Còn dịch ra có dịch ra có không? Còn không có không? Ở đây em cho hết chị. Là cô ơi. Rồi, cảm ơn luôn. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chú luôn, chúc chú buổi trưa ngon miệng nha. Cho đổ lại chai cho ông bên kia nha. Ngon nhiều nha. Dạ. Có hai chai. Để cho chú. Con mới đánh mấy em quay một đoạn dài cho mấy anh chị thấy à, bán giờ người dân ta cũng không dám bán mà giờ có tiền cũng không biết mua ăn ở đâu. Nhân viên bệnh viện nó phục vụ nghe ba hộp đây. À đây. Chạy. Ở đâu? Chị chơi nó đây thôi. Anh này nữa nè. Chú ơi, dùng cơm chưa nghe. Còn không? Còn. Rồi. Rồi. Hết nước rồi anh. Ăn cơm không?
Sáng giờ là thì hai chị em đã đi phát dụng cho những người vô gia cư xong, thì tiếp tục hành trình đó là bây giờ là 1:30 trưa của ngày giãn cách thứ tư xã hội. Thì bây giờ hai chị em sẽ trao 60 phần cơm cho bệnh viện phục hồi chức năng quận 8, những cái hộ, những người nuôi bệnh với lại bệnh nhân nghèo á. Thì hiện tại đang có mặt trên đường để đi tới cổng bệnh viện. Trước mắt mọi người đó là cổng của bệnh viện nha. Thì chị Tưởng đang đem những phần cơm đặt cho trên bàn gửi đến bệnh viện phục hồi chức năng quận 8. Bệnh viện địa chỉ đó là 313 Âu Dương Long, phường 2, quận 8. Thì em bây giờ đi nè, đi mà không biết trở về có bị kiểm tra hay không, tại do này đi qua là thấy có mấy chốt của bên kiểm tra giấy tờ khi đi ra đường lưu thông á. Phía trước đó là anh Cường, là người mà nuôi vợ ở trong bệnh viện này 2 năm rồi, anh hỗ trợ cái phần em chia sẻ ra mấy anh chị khắp nơi hết á chị, nên nay em nấu rất là nhiều.